Hello, xin chào. Hôm nay tiếp tục phản biện comment của tín đồ hồ đồ. Hôm qua vừa lên cái clip nói về quan điểm của tôi về mẹ nấm á, để phản biện comment của cái tín đồ hồ đồ, đó là Kim Lé. Nó viết không giấu cho nên mình có quyền đọc mà. Kim Lé. Lé cho nên là nhìn không có rõ được cái sự việc, hiểu không? Để hôm nay nó tiếp tục nó vô, nó quăng thêm bom. Thì hôm nay nó vô, nó nghe cái trả lời bình luận của tôi cái clip hôm qua, hôm nay nó vô nó quăng câu như vậy nè. Tưởng giếng sâu nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Tiếc cho bạn, rất tiếc cho bạn. Tôi nói rồi, comment thể hiện trình độ của người viết, không có chịu tin. Để nay tôi chứng minh cho tiếp nè, cái comment này nó hay ho chỗ nào. Khi mà bạn hiểu được cái ý nghĩa thật sự của nó đó, thì lúc đó bạn sẽ không có mang cái comment này đi để bạn rải tầm lâm. Cái thứ nhất, tôi cảnh cáo bạn nha, đây là lần thứ hai bạn vi phạm nội quy của nhà tôi. Sau khi tôi đã công bố nội quy của nhà tôi, vào nhà tôi là phải viết theo cái nội quy của nhà tôi. Hôm qua tôi đã cảnh cáo cho bạn rồi, viết thì phải tôn trọng người đọc. Bạn vẫn thói nào tật đấy, bạn vẫn cố tình, bạn muốn thể hiện cái điều mà bạn thích, bạn làm theo cái gì bạn muốn làm, đúng không? Là bằng cách là bạn vẫn không thay đổi, bạn vẫn dùng chữ in hoa để bạn viết. Thì tôi sẽ cho bạn biết rằng đây là nhà tôi, không phải bạn muốn làm gì thì làm nha. Một lần nữa, tái phạm là vô củi ngồi, nghe chưa? Mà bạn nên nhớ rằng khi mà tôi đã nhốt bạn vô củi thì đồng nghĩa những comment trước của bạn cũng sẽ biến mất. Tức là bạn không muốn ai đọc cái comment của bạn đã viết. Tôi cũng không có muốn nó biến mất đâu, nhưng mà đây là luật của YouTube. Tôi chỉ muốn chặn bạn thôi, chứ tôi không muốn những comment bạn đã viết nó biến mất. Tôi muốn cái comment nó để đó, để cho những người có tri thức họ vô họ đọc, họ cười cho nó vui, hiểu chưa? Chứ bây giờ mà chặn bạn cái là những comment bạn viết nó biến mất hết à. Bạn thật sự bạn không muốn người khác đi vô đọc cái comment của bạn thì bạn mới cố tình làm sai luật nhà tôi. Còn nếu mà bạn muốn những người khác đi vô đọc những lời bạn đã từng viết trên kênh của tôi thì chấp hành nội quy đây, nghe không? Chứ một lần nữa tái phạm là tôi sẽ chặn bạn vô củi ngồi chơi một mình. Và đồng thời tất cả những gì bạn nói trên đây đều biến mất, nghe không? Chứ không phải tôi xóa đâu, cái đó là luật của YouTube đó. Nói cho bạn biết vậy đó. Còn thực sự nếu mà bạn sợ, cũng có thể nếu như sau khi tôi nói xong mà bạn cảm thấy những điều tôi nói là đúng rồi, bạn sợ những người khác đi vô đọc comment của bạn, bây giờ tự bạn đi xóa thì nó cũng hơi nhục mặt. Cho nên đây cũng là cái cớ bạn quậy để cho ép tôi phải lóc bạn, nhốt bạn vô củi để cũng đồng thời bạn cũng xóa được những comment của bạn đã lỡ lời viết ra. Hiểu chưa? Nó cân nhắc cho kỹ nha. Ừ, còn nếu mà đó là những cái đời cái câu mà lỡ lời á thì bạn mới mượn tôi lóc bạn để nó xóa một cách hợp pháp. Tại vì tôi thì không xóa, mà bạn đi xóa thì bạn cũng bị sợ bị tôi biết là cũng nhột. Cho nên là bạn mượn cái cớ này để bạn nhây để bắt tôi phải xóa, để cho những người khác không đọc được những cái lời bạn đã lỡ lời nói trên kênh tôi. Hiểu không? Còn nếu thực sự bạn tự tin, bạn muốn những người khác vô đọc cái comment của bạn thì chấp hành nội quy đi. Viết cái comment tới là viết cho đúng đàng hoàng, đúng luật, không viết chữ in hoa, nghe không? Rồi, để bây giờ nói về cái phản biện về cái câu ca dao này. Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, ai đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Đây là câu ca dao này của ai? Ai hay dùng trong thời gian gần đây, đúng không? Bạn này á cũng là một người thần tượng, có thể là thần tượng cái luật sư đó đã dùng cái câu này để nói với mẹ nấm. Sau đó tất cả những người khác lấy cái câu này của ổng để đi viết trong comment, và đặc biệt là hôm nay qua nhà tôi viết cho tôi đó. Cái câu này người ta dùng để người ta nói mẹ nấm. Thì hôm nay bạn lại lấy cái mượn cái câu của ông đã nói, bạn qua đây bạn nói cho tôi. Hiểu không? Thế bây giờ tôi nói bạn nghe.
bạn dùng cái câu này mà bạn đâu có hiểu thực sự cái nghĩa của cái câu này là gì. Bây giờ thứ nhất là tôi sẽ nói cho bạn nghe là cái độ hiểu của bạn về cái câu này là gì. Tại vì bạn đem bạn dùng nó thì tôi biết bạn hiểu theo cái ý nào rồi. Cái câu này á, bạn tưởng đâu bạn vác cái câu này vô, bạn quăng vào một kênh nào đó để bạn đăng sỉ nhục chủ kênh là tôi. Ý là tôi không đáng. Bạn tưởng là giếng sâu, cho nên bây giờ không ngờ nó cạn quá, không có đáng để bạn quan tâm. Đúng không, đúng không? Hàm ý chính, cái người mang cái câu này đi là đang muốn sỉ nhục cái người mình đang đề cập. Đó, chính vì cái người viết cái câu này hiểu cái nghĩa đó, cho nên họ mới tự tin, họ đi vác đi, họ rải comment ở tất cả các kênh. Bây giờ tôi phân tích cho nghe nè, để bạn hiểu thực sự cái ý nghĩa của cái câu này là như thế nào, rồi để sau này cân nhắc có nên dùng nó nữa không. Dùng nữa là nhục lắm á. Như tôi đã nói, comment thể hiện trình độ của người viết. Thì bây giờ đây, cái câu nè, tôi tưởng giếng sâu là tức là bạn đó, bạn tưởng giếng sâu. Cái câu này nói lên điều gì? Nói lên cái kinh nghiệm của bạn, nói lên cái trình độ của bạn. Ê, cái giếng nó nông hay sâu mà bạn không biết hay sao, bạn ngồi đó bạn tưởng. Một người có kinh nghiệm và trình độ, họ nhìn vô cái giếng, họ biết ngay cái giếng này là cạn hay sâu rồi. Ê, do bạn không có trình độ và cũng không có kinh nghiệm, kinh nghiệm mà nhìn á, nhìn khoảng cách áng chừng á. Có những người có kinh nghiệm, ta nhìn phát ta biết viên gạch này là bao nhiêu phân, người ta nhìn phát ta biết cái ngôi nhà này là bao nhiêu mét. Còn cái người mà không có kinh nghiệm á, họ nhìn cái nhà họ không biết nhiêu mét á, rồi họ không biết nhiêu đây là bao nhiêu phân á. Cái người mà có kinh nghiệm nhìn cái là phát hiện cái này là cỡ 5 phân nè, cái này là cỡ 3 phân nè, còn cái này nữa là cỡ 2 phân nè. Đó là người có kinh nghiệm. Còn cái người không có kinh nghiệm mà có đường như thế này, họ đâu biết nhiêu phân, họ không án chừng được, họ phải lấy thước họ đo mới ra con số được. Cho nên cái câu tưởng nó đánh giá cái kinh nghiệm của cái người sử dụng cái từ đó, nó đánh giá cái kinh nghiệm của bạn. Cái kinh nghiệm của bạn, bạn nghĩ nha, giống như bạn đi vô một cái hẻm, đúng không? Cái hẻm nó có mét rưỡi à. Bạn lái xe hơi, bạn đi vô cái hẻm thấy có mét rưỡi à. Nhưng trong đầu bạn tưởng cái hẻm này là 2 mét rưỡi, hiểu không? Cái bạn ủn xe vô cái nó kẹt cứng lại. Lúc đó bạn cho làm sao? Tôi tưởng cái hẻm này 2 mét rưỡi, xe tôi có 2 mét à, là tôi đi dư rồi. Ai giờ tôi đi nửa chừng nó kẹt, mà nó có 1 mét rưỡi à, mà bạn tưởng tới 2 mét rưỡi lận. Thì cái đó đánh giá là cái gì? Đánh giá cái trình độ của bạn và cái kinh nghiệm của bạn. Bạn không nhìn ra được cái khoảng rộng của nó để bạn tống cái xe bạn vô, chứ không có đánh giá cái con hẻm đó. Cái con hẻm đó hồi nào giờ nó vẫn là con hẻm 1 mét rưỡi như vậy. Bao nhiêu năm nay từ xưa đến giờ nó vẫn là con hẻm 1 mét rưỡi. Cả dân cả làng ở đó người ta vẫn đi đều đều, không có ai bị kẹt hết. Bạn ở cái xứ xa xôi nào đến, bạn nhảy vô, bạn đi, bạn nếu bạn có trình độ, bạn nhìn mà phát, bạn biết cái hẻm này hẹp, không qua được, bạn sẽ đi đường vòng, bạn đi kiếm cái đường khác bạn đi. Nhưng do trình độ bạn hạn hẹp, bạn tưởng nó 2 mét rưỡi, bạn lũi vô, lù chui vô được chút xíu nó mắc kẹt cái đầu. Đó, hiểu cái tư tưởng chưa? Đó là thể hiện cái trình độ của bạn và cái kinh nghiệm của bạn. Cho nên bạn nói là bạn tưởng nó sâu, bạn thả nhiều dây xuống, cuối cùng nó cạn quá, cái thấy dây nó dư nhiều, nó uổng. Ê, cái đó là trình độ của bạn đó. Đi ngồi một cái người mà người ta có kinh nghiệm, người ta có trình độ, ta nhìn cái giếng xuống phát ta biết cái giếng này 5 mét, 10 mét, người ta thả đúng cọng dây trong phạm vi cái giếng đó thôi. Bạn nhìn cái giếng bạn thấy nó thăm thẳm chiều trôi, nó sâu hun hút đó, bạn không có án chừng được đó bao nhiêu mét á. Bạn thấy là bạn nói cái này chắc phải 30 mét á, cái bạn đi bạn sắm cọng dây 30 mét, bạn thả xuống nó cuối cùng nó có 10 mét à. Cái đó là cái trình độ của bạn. Dởm dốt, bạn mới phí phạm 20 mét, còn bản thân cái giếng nó vẫn là cái giếng 10 mét. Thiên hạ người ta vẫn dùng 10 mét để người ta cẩu cái dây thôi, ta múc nước được rồi. Còn bạn không có kinh nghiệm dốt mà lại còn đi bô bô ra khoe cái dốt của mình cho thiên hạ biết mình dốt hay ho gì. Bạn nghĩ là bạn đang sỉ nhục cái giếng, nhưng thực chất thiên hạ người ta biết, ủa cái giếng này nào giờ nó có 10 mét à. Bạn vô bạn la làng lên,
Bạn thả nhiều dây quá, bạn đợi bữa mà la làng cho cả làng cả xóm nó ra. Bạn nói là cái dí gì đâu mà tôi nghĩ nó sâu lắm, tôi thả quá trời dây mà bây giờ sao nó có 10 mét à, làm tôi phí hết 20 mét dây của tôi. Dân làng nó ra nó nói bạn sao, ê mày ngu mày đáng chịu chứ mày mày chửi gì, cái giếng nó là một cái vật cố định nằm đó. Còn mày kinh nghiệm mày không có, không có thì mày hỏi tao đi, tao là dân bản địa đây nè, tao nói cho mày nghe cái giếng bao nhiêu. Mày ngu mày không hỏi, mày tự mày tà lanh, mày chửi cái gì, cái giếng nó vẫn là cái giếng nằm đó, nó không có thay đổi. Còn nó thay đổi ở đâu là cho cái tư duy của mình, hiểu chưa, hiểu cái câu tưởng chưa, tưởng là như vậy đó. Không có kinh nghiệm thì mới tưởng, còn người có kinh nghiệm không tưởng, nhìn phát giếng này 5 mét là 5 mét, 10 mét là 10 mét, tưởng cái gì. Cái câu tưởng là dành cho những người không có kinh nghiệm, không có trình độ đó. Comment thể hiện trình độ của người nói đấy. Hôm nay bạn viết cái comment này là thể hiện cái trình độ của bạn, khi mà bạn đã lỡ mà mình đã có một cái quyết định sai. Tức là khi mà mình tưởng nó như vậy, sau đó mình ra một cái quyết định và sau đó nó không thành công theo ý mình, thì cái đó là gì? Đó là cái sự thất bại của cuộc đời bạn. Bạn thất bại do bạn quyết định sai, thì cái đó là một cái sự rút kinh nghiệm sâu sắc bản thân. Bạn nên trách bản thân mình, chứ bạn không có trách cái giếng. Bạn trách bản thân bạn, ủa tại sao mình lại lãng phí 20 mét dây để mình bỏ thêm ra rồi nó lãng phí như vậy. Thì mình phải rút kinh nghiệm, à lần sau với cái khoảng cách như này thì nó chỉ như đây thôi, cũng rút cho mình một bài học. Mình sẽ nhìn, quan sát kỹ, đánh giá kỹ, án chừng kỹ hơn. Đó, thay vì bạn làm như vậy, bạn không làm, bạn đi bồ loa, bạn khoe cái thất bại của bạn ra. Ê, bạn khoe cái thất bại, nếu như bạn chia sẻ cái thất bại trong một cái sự muốn học hỏi á, thì người ta sẵn sàng chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn. Ê, đằng này bạn chia sẻ ra nhưng mà đồng thời bạn đã muốn ám chỉ là tại cái giếng, làm cho tôi tốn tiền, tôi mua thêm nhiều dây. Ê, bạn đổ lỗi cho cái giếng. Thì cái người nghe họ thấy là, ủa bạn đúng là một cái con người kỳ quặc, bạn ngu dốt, bạn quyết định sai, vì bạn đổ thừa gì. Thay vì vậy thì rút kinh nghiệm bản thân đi, lần sau nghiên cứu cho kỹ vào để quyết định cho đúng, hiểu không? Đi mang cái câu này ra để tính miệt thị người ta, nhưng thực chất là đang cho thiên hạ nhìn vào thấy rằng cái kinh nghiệm của mình không có. Đó là sao? Với những người không có chính kiến, không có cái tư duy độc lập, thì lấy theo cái ý hiểu của người khác, người ta nói, người ta cho rằng cái câu này là đang miệt thị cái người bị nhắc đến, cho nên bạn mới tự tin bạn dùng, bạn đem bạn dùng mà bạn không biết. Nhưng đối với những người mà có cái sự thâm thúy, có cái nhìn sâu sắc, họ nhìn theo góc độ khác, có một sự việc nó có rất nhiều cách để mà hiểu, không phải nó chỉ có một cách đâu. Đó, với người mà có cái nhìn sâu sắc, họ hiểu như tôi. Với cái người mà có cái nhìn hời hợt á, họ suy nghĩ nông cạn á, thì họ giống như bạn vậy đó. Họ nhìn vô họ nghĩ là cái câu này là đang miệt thị túi, nhưng thực chất là sao? Với những người có cái nhìn sâu sắc á, họ nghĩ theo cái hướng khác, họ nói ủa cái này là cái kinh nghiệm bản thân của anh thất bại, anh quyết định sai, thì cái đó là do cái vốn sống của anh kém quá, anh chưa có đúc kết cuộc đời để anh nhìn cho nó chính xác, nhìn cho chuẩn xác. Ở cái đó là cái yếu kém của anh mà, tại sao anh cứ đi bô bô trên mạng khoe cái yếu kém của anh vậy? Ê, cái việc mà anh khoe cái yếu kém của anh lại tưởng là anh đang sỉ nhục người khác. Đó mới chính là gì? Gậy ông, đập lưng ông. Cái câu này mới là cái câu nói lên cái bản chất của bạn ở trong đó. Chứ bạn không có làm cho người ta sỉ nhục người ta. Việc bạn muốn đi sỉ nhục người khác không giúp cho bạn sang hơn được, bởi vì những người khác sẽ hiểu cái câu này theo cái dạng như vậy. Hiểu không? Một sự việc nó có rất nhiều cách hiểu. Cái quan trọng là bạn muốn hiểu theo cách nào mà thôi. Ví dụ, trong một gia đình có hai đứa con trai. Nó chứng kiến cảnh bố mẹ nó quánh nhau. Nó thấy bố nó quánh mẹ nó. Thì cái thằng con trai kia nó bảo sao? À, thì ra là làm chồng được quyền đánh vợ, cho nên sau này nó lấy vợ nó cũng quánh vợ như bố nó vậy đó. Nhưng cái thằng thứ hai nó nhìn vào nó bảo ủa tại sao bố lại đánh mẹ, nó thấy cái việc này không đúng, thì nó tự nhủ với bản thân nó rằng nhất định cuộc đời nó không thể giống như bố nó. Đấy, cũng một sự việc thôi, nhưng mà hai người nhìn ra hai cái vấn đề để mà quyết định cái nhân cách của mình. Mình hiểu như thế nào thì cái nhân cách của mình nó sẽ đi theo cái đó, hiểu chưa?
Cho nên là đừng đừng có tưởng là bạn hiểu theo cái hướng đó là thiên hạ nó cũng hiểu theo như bạn đâu. Không, bạn hiểu theo cái hướng là đem cái câu này vô để sỉ nhục tôi, nhưng mà có rất nhiều người hiểu giống như tôi nè. Ơi, bạn đang tự vạch áo cho người xem lưng, bạn khoe là bạn không có trình độ, không có kinh nghiệm, bạn quyết định sai trong cuộc đời. Đó, thấy chưa? Rồi kêu gì à, rất tiếc cho bạn. Ê, cái người mà cần tiếc ở đây là ai? Là bạn. Bạn mới là người mà tôi thấy đáng tiếc á. Là gì? Bạn đã quyết định sai nè, sống không có kinh nghiệm nè. Tôi không biết là bạn bao nhiêu tuổi rồi, ăn hết bao nhiêu tấn gạo rồi tôi không biết, nhưng mà nhìn vô là thấy là uổng công sống tới chừng này tuổi rồi mà không có kinh nghiệm, quyết định sai mà lại còn đi lên mạng để mà miệt thị người khác, bởi đổ lỗi cho người khác bởi cái quyết định sai của mình. Mình quyết định sai mình không tự chịu nhận trách nhiệm, đó là do cái hạn hẹp, kiến thức hạn hẹp của mình, mà mình lại đổ lỗi cho người ta là vì người ta mà bạn quyết định sai. Ê, đấy, con người của bạn là như vậy đó. Rồi bạn kêu bạn tiếc cho người ta. Cái câu này là cái câu dành cho bạn mới đúng. Bạn mới là người cần phải tiếc. Mọi người tiếc cho bạn là bạn không có nhìn được sự việc. Bạn đi bạn vô bạn tiếc cho tôi. Giờ tôi hỏi bạn nè. À, bây giờ bạn nhìn lại đi, xem bạn hơn tôi ở điểm nào. Ờ, bạn có gì hơn tôi? Hả? À, cái điều đầu tiên là tôi có cái hơn bạn ở chỗ là tôi có khả năng tư duy độc lập, và tôi hơn bạn thêm một cái nữa là tôi không có nghe theo ai dẫn dắt. Ê, tôi không bị ai dẫn dắt. À, tôi thích làm người chứ tôi không thích làm bò. Rồi một cái nữa là cuộc đời tôi sống tôi không có phải quỵ lụy ai hết, ngay cả đồng tiền tôi cũng không quỵ lụy. Ê, có nhiều người nhiều khi hả bị đồng tiền sai khiến, làm bất chấp vì tiền á, tìm đủ mọi cách để có tiền thôi, có thể làm bất chấp miễn có tiền là được rồi. Cho nên mới sau này mới nhan nhản đầy những cái YouTuber lên mạng YouTube đấy để kiếm tiền á, bất chấp. Thì họ sẽ nói những cái điều không đúng, đưa tin bất chấp, nói đặt điều vu khống bất chấp để chi, để tạo kịch tính. Tạo kịch tính thì mới có nhiều người coi. Tôi đi YouTube không bao giờ tôi đọc những cái caption mà nó ghi theo cái kiểu câu view, không bao giờ tôi bấm vô. Chẳng hạn như nó ghi tin sốt, tin cực nóng ngay lúc này. Ủa là cái gì? Không có vô. Chừng nào nó ghi cụ thể ra tin sốt đó là tin gì, có cái nội dung cần quan tâm tôi mới vô tôi coi. Chứ còn cái kiểu như là giống như sáng nay, có một cái tin tự nhiên lên mạng mở mẹ mở ra hết hồi gì Hồ Văn Cường chết đám ma gì gì đó, đó là những cái bọn xấu nó câu view, nó viết thì không nói đúng không. Rồi những người tự cho mình là bên tốt mình cũng tiếp tay cho cái tin nó lan ra. Ê, mình lại vô mình đặt câu hỏi nè. Gì Hồ Văn Cường chết thực hư, ủa thực hay khư, nói mẹ ra đi, tại sao lại lại còn thêm cái câu thực hư, ghi thẳng luôn, ghi thẳng cái tiêu đề luôn. Tin đồn Hồ Văn Cường chết là hoàn toàn bịa đặt. Đấy, cái caption thực tế là phải ghi như vậy. Hoàn toàn bịa đặt. Thì cái người người ta nhìn vào người ta biết à, cái này là giả rồi. Còn họ muốn coi bịa đặt như thế nào thì họ sẽ bấm vào họ nghe tiếp. Cái đằng này là còn ghi thực hư chuyện Hồ Văn Cường chết. Thế là mình đã tiếp tay để mình đẩy thêm cái tin Hồ Văn Cường chết đi xa thêm một bước nữa. Trong khi nếu như mình không nói, chỉ có cái đám bẩn kia nó nói thôi, còn cái đám sạch đừng nói, thì có ai thấy cái tin Hồ Văn Cường chết đâu. Tôi đâu có thấy cái tin Hồ Văn Cường chết đám bẩn nó đăng đâu, mà tôi thấy cái tin Hồ Văn Cường chết ở trên những cái kênh sạch nó đăng đó. Thấy không, cái kênh sạch mới là cái kênh tiếp tay cho cái bẩn đó, nó lan truyền ra. Mình nhìn vô mình thấy nó bẩn thì mình không có đề cập đến cái tin bẩn đó thì nó không có phát triển ra được. Cứ tưởng mình sạch với gì sao, vì tiền phải đăng như vậy người ta mới tò mò, người ta mới click vô người ta coi. Mà cuộc đời này á, cái người tò mò nó nhiều lắm, mấy ai mà không tò mò như tôi mà thấy những cái tin mà nó không có rõ ràng cái tiêu đề mà đọc mà như cái kiểu mà bắt mình phải bấm vào mình biết nội dung, tôi không có bấm tại vì tôi biết nó lừa rồi. Còn có nội dung thật là họ đã quy hoạch tẹt ra.
Giống như là sáng nay cũng có cái tin mấy cái đứa mà tay chân của bà Hằng á, phụ phụ họa trong cái đồng phạm của bà Hằng á, khai cái gì trước cơ quan công an, thì hầu hết mọi người hay là báo vậy đó, đăng câu là đồng phạm khai gì tại đồn công an, cái gây cho mọi người tò mò cái bấm nó vô coi nó khai cái gì. Tôi không có coi, tôi chờ mẹ nấm ghi cái câu này: đồng phạm khai là làm theo sự chỉ đạo đấy, nó phải cụ thể ra. Thì ra đã làm theo sự chỉ đạo, mình bấm vô mình coi, tức là nó phải có cái, không có gây cho một cái sự mà để cho mình vô đó rồi mình hóng hớt gì không. Tôi đi coi cái gì cụ thể, tôi là tôi coi cái gì cụ thể chứ tôi không có coi cái gì mà hóng hớt. Cho nên với một người có thể tự lựa chọn cho mình cái gì mình xem và tự quyết định mình xem cái gì, và không có phụ thuộc ai, không cần phải chiều lòng ai để mà nói cho nó đúng ý của họ, để họ xem cho mình để mình có nhiều tiền. Ủa vậy thì tại sao phải tiếc? Bạn tiếc cái gì? Tôi thấy để mà được như tôi chắc cũng có nhiều người ước á, cho nên để mà tiếc một người như tôi như vậy thì tôi nghĩ chắc cũng nhiều người tiếc á. Nhiều người tiếc được như tôi lắm á, hiểu không? Ở đó mà tiếc cho bạn. Bây giờ bạn nhìn lại đi, cuộc sống của bạn có được bằng tôi không? Mà bạn ngồi đó bạn tiếc. Một người sống mà không cần lo ngày mai ăn gì, làm cái gì mình thích, mình không chịu cái sự chi phối, thao túng tâm lý của người khác, mình được quyết định là chính mình. Mình thấy sai là mình dám nói sai, vậy mình không có sợ một cái gì hết. Đến chết còn không sợ thì sợ cái gì? Con người ta tất cả các nỗi sợ hãi đều chung quy về một cái, đó là sợ chết mà thôi. Mấu chốt chính vẫn là sợ chết mà thôi. Khi mà bạn vượt qua cái sợ chết rồi thì bạn chả có sợ gì trên đời chứ. Ở đó mà sợ, không sợ, chỉ có những người sợ cho nên họ mới phải ngụy tạo, lấy những cái xấu kha, cái sai khác để che lấp cho những cái sai kia, đó là đang sợ đó, chứ không sợ sao phải vậy, hiểu không? Cho nên một người mà tôi thấy, ôi vậy bạn tiếc cho tôi, mà tôi thấy cuộc đời của bạn nhiều khi đâu đâu bằng tôi đâu, đâu có được như tôi đâu. Bạn đang bị thao túng tâm lý bởi những người dẫn dắt, để bạn phải hiểu theo cái ý mà họ dẫn. Bạn không có khả năng để tự hiểu theo cái ý hiểu của bạn. Ê, con người của bạn mới là đáng tội nghiệp đó, mới đáng tiếc á. Sống như vậy mới là đáng tiếc á. Sống cả nửa đời người rồi. Bạn vô đây bạn xưng xưng tôi là em thì chắc bạn cũng hơn nửa đời người rồi. Mà bạn đi vô đây để bạn 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 thể hiện bạn là người không có trình độ, không có chuyên môn, không có kỹ thuật, không có kinh nghiệm. Bạn đi bạn tiếc cho cái người mà người ta có dư những cái yếu tố đó. Ê, bạn tiếc ngược rồi. Cho nên cái câu này thực chất nó đang thể hiện cái trình độ của cái người nói, chứ không phải là đem để đi sỉ nhục người khác. Cho nên là đừng có vác thơ ca lung tung đi phang khi mà trình độ không có đủ để mà hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của nó bên trong. Có ngày bị thơ chữ nó văng ngược trở lại gãy răng. Muốn đi chọi chữ thì phải có nhiều chữ nha, đừng có lấy chữ của người khác, chữ của mình phang ra mình chọi, đằng này mình lại bóc chữ của người khác đi để mình chọi, trong khi người ta chọi lại thì không biết làm sao, đi lấy chữ của người khác để chêm vô. Ê, nhục chưa? Đó mới nhục á nha. Còn á hả, bạn không cần phải lo tiếc cho tôi, bạn lo tiếc cho cuộc đời của bạn đi. Bạn đã được là chính mình chưa? Bạn đã được làm những gì bạn thích chưa? Còn nếu như mà bạn tiếc là bạn không được như tôi, tiếc như vậy thì được, bạn tiếc là bạn không có được như tôi, đúng rồi, thì vậy thì cần phải cố gắng lên nữa, rồi từ từ cũng sẽ được nhé.